Chào cả nhà, nay cha con đi thăm Đăng nha, thằng bé nha. Năm bữa nay chúng dữ lắm rồi. Nó nhảy trời sói giờ. Bây giờ thì mời quý ông bà cô chú anh chị các bạn cùng đi thăm vàng Đăng với chú Chính là ba. Bữa nay là trúng dữ lắm luôn, trúng dữ lắm rồi. Tại sáng giờ hai cha con đang nhìn mò ngoài cái Đăng nó thấy cá nó nhảy quá. Mời quý vị cùng đi với hai cha con dân nha, mẹ ở nhà nha. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Lưu ở nhà nha con, ba đi rồi đó. Nè, nè bà coi. Ủa kinh quá ơi, vàng quá mà. Biết rồi, lớn rồi, dạ rồi, lại rồi con. Đấy, đấy, đấy. Thôi đi nè, để coi. Đi, đi thăm nàng Đăng luôn. Đi. Tê địch quá trời cá luôn. Cái này là giá là hai chú Chính ơi, con đừng quay. Đừng quay kỳ lắm. Không mua đúng quá quay. Mời mua cá mới đi. Mua đúng quá phải quay. Không có. Cái này mới đậm chất miền Tây quê mình nè. Đậm chất miền Tây. Ủa cá nhảy cái gì ơi. Ủa trong túi rồi đó. Chưa có dạo. Thấy vậy là thấy cũng túi lắm rồi. Cũng động bé ơi, đem coi chạy vô. Giờ hết chạy hả? Làm nữa ra hay gì vậy? Làm nữa ra hay gì vậy? Nó chừng cá đâu con. Nữa ra cậu ơi. Quá trời rồi. Thả cá rồi. Nhìn thấy mà nghe cái tiếng là tí tách cái cá như vậy. Còn lại chẳng bậy nó cả. Cá linh nhiều. Bây giờ cha nhà ba sẽ quay chi tiết cho quý vị. Cái cảnh mà cá nó chạy, tại vì đúng ra là chưa có được dỡ cái vàng này ra quý vị, chờ nước cũng hết nhưng mà Chú Chính nói chàng này để chàng bước qua, cho con bước qua cái nha. Đi qua đây thì mới thấy được cái cảnh cá nó chạy. Không biết cái máy chàng quay rõ không. Trời nước nó rút rồi thôi cá nó chạy theo cái gì. Nó còn cái vũng nước rồi nè. Ở trên bờ khán giả quá trời luôn. Ôi cá, còn trong cái vũng nhiều quá. Đợi chút nó gồng chút nữa đi rồi chăng có gì thôi. Cái giống biển luôn gì. Có cái biển miền Tây nó hơi dơ nha. Phù sa đó quý vị. Đầu nên cây trái có tươi rồi. Để nước rút từ từ thì nó được. Để cá nó còn cá nó chuối trong cái giống chừng này. Tèo cái gì? Hàm ha. Đã chứ nói gì đấy. Nó cái gì không? Có một cái chạy. Cá chạy. Cái này mà đem cá thao á, ngàn nó tát luôn. Cái đó mà có người lù ở trên đó xuống. Rồi nó chạy ở đây dèo luôn, coi thấy ngang luôn. Nước lạnh cho đọc cô này. Con cá nước lạnh xuống mày ơi. À, con lên luôn. Ừ. Lên đây. Rửa cái giò con. Ba trang kia trang về nè cái sạch nè. Đấy rồi bạn. Rồi bắt đầu ra khơi nha quý vị. Bỏ cá nè. Đặt cái bún dưới cái biển rồi. Cá rồi quý vị. Rồi cho nó lên được. Bắt đầu thả mấy răng. Xuống cái gì? Không luôn quý vị, nguyên cái rãnh này đúng rồi luôn đó. Rồi mình đi khảo sát luôn coi coi vàng đăng của chú Chính rách mấy lỗ. Trời ơi, ổng dọc vàng đăng đây nè đúng rồi, trên luôn cái sao. Trang đang dở vàng đăng ngay chỗ này thuộc xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp quý vị. Kéo bên kia là cây cầu về hướng về Bình Thạnh qua Sa Đéc. Đây bến gần nhà Trang. À, hoặc trường vàng đăng rộng lớn rồi. Hút cái dưới vậy rồi. Làm chút có bến thì cấm. Mình hạ xuống từ từ ha. Hạ xuống này nữa bắt cho dễ là theo lưới vô. À. Nước này con bắt nước nhiều của nó sập cá, còn bắt cạn quá cá dơ. Rồi rửa lại cực. Ngoài đâu cho rửa đặng rộng. À nó bị sặc sình á. Ừ. Nghề nghiệp. Tại con gái con đi theo chứ Chính nhiều luôn. Nó lần tới vậy đó quý vị, lần tới rồi mình thả xuống. Thả xuống từ từ. Mới thấy con cá nãy rồi nha. Tại vì do là dài cái mé lục nó cá nãy kìa. Cá bự giác này giờ dựa mé thôi. À. Chỗ này là con chài bà không dính cá bự lắm luôn. Dính con cá gì bự lắm, con không nhớ luôn mà. À, bữa nay lọc này nó lòi lên nè bé. À. Nè, lặn thấy bộ nè. Lặn thấy bộ. Cái mé này tôm nữa nè. Tôm với cá nữa. Trong lục bình giờ thấy ham rồi. Mê chỗ nào có bãi lục bình. Tại vì chỗ này sáng nước nè, nó ẩm nè, cá ngon nhiều. Ừ. xuống dưới luôn hả ba? Đúng đó. Bắt đầu qua sông. Qua bên sông kia bên bển hả? Ừ, để coi chiều thôi. Ừ. Tại vì dưới này nó hỏng quá, sâu quá. Cá đâu rồi, nhảy lên cá lên hình lên đi Di ơi. Nhảy cá nữa. Cái đúng cái này là nó còn chạy lâu lắm, bị nước còn sâu nè. Ừ. Giờ chú Chính sẽ đổ cái đú này trước quý vị. Đây đây. Ủa sao này? Lại chạy tôm không phải gì á. Đây nè. Trời ơi, hèn chi của nó ủa này chạy tôm không à. Của người ta đó chứ hai đổ đi. Mày ngồi giữa đi ba ơi. Hả? Để cho chứ không chích mày. Để nè. Nó ngồi khác rồi. Ở trong vũ gà ha. Ở trong vũ gà giống con có nhiều. Ôi cá đưa học mình đi nào ơi. Ôi lại ngoài nhóc rồi xuống rồi. Tốn luôn. Lại xuống mơ đi. Cá. Dạ rồi. Để đưa cái đồ đó bà ấy. Ở đó chưa nó còn vô nữa mà không? Nó thơm bụng nó cạn rồi. Là tấn ăn gốc luôn ha. Ép xuống này. Cái này bự không ha, lấy kia kia. Cái đó. Ừ. Wow. Ô, lô. Có con cá cái gì đó là kìa. Cá sủ tàu ngon lành. Cá sủ ngon á. Cá sủ quê mình hiếm ha. Chứ sông này sông Sa Đéc nhiều lắm. Dạ, sông bự nó có hàng quê mình kiếm những cá sủ rồi. Hôm ngon lành. Rồi xong vậy. Ui ôi cái gì không? Con này hồng còn cá sủ ư, con cá đầu kiến nè em ơi. Cá đầu kiến, cá sủ nhỏ. Rồi để bắt cá đầu kiến nào anh chứ. Bỏ nó đi. Bự hay nhỏ? Ba. Nhỏ. Để nó sành bằng con cá kia. Ôi ôi bự chứ bộ. Bự. Thả luôn. Sao ba không cho vô đúng người ta? Không, đúng chi. Ôi cá sủ nè quý vị, để coi. Cá sủ cái gì không? Lần đầu tiên ra thấy cá sủ tư như vậy luôn ở ngoài đời. Ngọt này ngon lắm nè con. À, con này chân tương hết khí luôn á. Đúng không? Ồ cá này chân tương lắm. Ồ cá con nữa vậy. Con nữa đó. Con nào con lấy uống ra cái này tôm nữa kìa. Có tôm không? Tôm nhẫn có. Tôm lắm. Ừ. Cá lên này nè. Mê quá. Rồi ba để xích xuống đi nó ngập nước. Cá sủ sao nó nổi mặt không ta? Rồi quá ăn chút xíu nữa. Chú Chính đi lên ông dở cái đàn nó ra hả? Ừ ông về lần lần xuống. Nó Chính còn cá sủ sao cá linh cái gì nó lậu ra mà cá sủ sao nó ngửa lên chứ. Cá sủ sao nó ngửa nó nổi lên. Ngửa lên gì không à? Nó cái lội đi. Nó nhanh chết phải không? Dở lên chết. Dở lên chết. Nó bị cãi. Nó vậy đó. À. Con thấy mà người ta giăng câu giăng lưới rồi quay clip á, dính cái nó chết vậy không á. Trời ơi, sao dám đưa cho con cầm vậy? Đây ba cầm cho ba đạp giò này. Nó vuột hết trơn bây giờ. Ủa nó còn sống. Uống nước đi con, uống nước đi đặng sống. Cảm giác mà ngồi trên xuồng nó theo lên ba nó vừa dặn luôn á. Cá này hả chiên giòn chấm nước me. Cá linh nhúng giấm. Canh chua cá linh. Linh không biết. Nhưng mà hôm nay thèm cá sủ mà không biết chú Chính nó chịu chia cá sủ này không nữa. Rồi tới cái đú cái hai quý vị. Tới cái túi này nè. Rồi mình dỡ một cái nữa. Trúng đậm cái nữa nè. đồ gì nó còn ở trên dũng nước đó, nó không cạn gì làm sao nó xuống anh chứ mắc lụa rồi ông ơi. Nữa cận cảnh cá nhảy như vậy cá này chắc ngày ba coi chừng mà hai cha con vụt cái giò này là ở đây luôn á. Ba là cứ khừ con đừng lo xuống sông á. Ba chàng cái gà bằng giáp tím luôn cái gì. Cái gì mẹ cũng đã khừ quá. Đây, tốt. Cái túi đó đừng vụt nghe chú Chính. Rồi, để ông Vũ rồi kia. Một cái vậy? Ông lại gửi tới đầu xô ra ngoài sâu. Cá mũi vậy ơi. Con Chính lượng nha. Để rồi. Dạ. Con Chính về xuống kìa. Nó chờ rồi tới bắt nè. Đó. Ôi, khung cảnh nó nhảy. Quá nhảy ơi. Cá quá nhiều. Cá trắng là nhiều quá vậy. Ồ, cá linh là mai sớm dữ ha. Ừ, nhớ mà năm cỡ gài là cá ấy mắm nhiều rồi phải không anh? Ai cái cá này bữa nào mình làm mắm nữa hả? Mắm cá linh rồi hết. Là cái này đi, linh lùng tôm. Ừ. Ôi, cá. Nhiều là cá. Dạ. Làm mắm là ngon lắm luôn. Ôi cá. Bữa nào con làm mắm cá linh thử một lần. Tối nè, con cứ vui. Cái kia để đựng tôm thế à? Tôm. Đó tối này thôi, tối kia để đựng tôm. Khoan nha, có chừng đó. Ớt đĩa cầm màu. Quá trời luôn. Dữ. Để cho nó im. Ủa nó nặng. Tỉnh tuồn đấy. Nó tỉnh tuồn hả? Ôi cá. Có thể là lần đầu tiên trong đời Giang ngắm nhiều cá đây mình soi sói nhảy trước mặt mình đó. Đó hàm. Cá trắng thì nó nhanh ngậm gì. Phải để xuống nước liền. Cái cây cũng là luôn. Dạ. Ơi. Trời này con cầm. Rồi đây con cầm cho. Ba tin tưởng con đi. Con cầm được. Nhiều đây có nhiều chục ký mà. Rồi đó ha. Nặng quá nặng luôn, chân dở lên luôn vậy. Muốn dở lên cho quý vị coi mà dở nổi nặng lắm. Sao ngoài anh Trên? Cá nè, cá hầm đông đây bự quá hả? Ôi cá hầm đông này ngon nhất chỉ luôn rồi. Con cá hầm đông to lắm quý vị. Hầm đông với cá linh. Hầm đông ngon quá nè. Bữa nào con cá hầm đông về kho tiêu luôn. Về quê cho ăn cá không thiếu gì. Nhiều lắm. Không trời. Quá dữ rồi. Ôi cuộc cho chắc nha ba. Không mấy là con phải đi đăng với chú Chính thêm mà mấy chục ngày nữa đó. Đăng trả rồi con đủ không. Rồi kiếm Chính này mọt quá Chính kìa. Đây. Ôi nó chơi con luôn rồi. Ở trong kia thì Thím Chính đang mò cá. Mò chỗ cái dũng nó còn sót nữa gì. Có mấy đứa nhóc nhỏ xuống. Cạnh tranh với chị Trang hả? Bữa nào nó con ham đi bắt. Nó ham nó chạy theo vậy hả ba? Nết ở quê vui lắm quý vị. Cứ mỗi lần mà Thím Chính đi đằng thì nít nó đi theo. Để Trang xuống thôi Trang giành bắt với nó ơi. Vậy là cái này đem lên xuồng phải không? Hả? Ừ mở đi chừng nào mới rồi con đem lên. Thiếu đèn gà. Đâu à? Ôi tàu cá nhảy rồi. Gan như biển dụng tàu. Gà anh Xin ơi. Kéo lên ba kéo lên. Ba kéo đi lên. Thả hết. Kia đó, chụp cái thôi. Trời lên lụm cá gì, ồ cá nhảy kìa. Thôi lên mời đi, chịu hết nổi cảnh này rồi. Nhảy rồi kìa, nhìn thấy hết. Ở dưới quay hơn thường. Con đi dưới này nè. Dạ. Cho cho nó đã lên quá trời thấy cá ham rồi. Không thể ngồi trên xuồng được nữa, đi lượm cá gì ơi. Cái gì làm cái trang đây hồi chín đi. Ôi, nghe coi nè. Đi rửa để nó sạch sình cho. Giờ cái túi của mình đi. Xuống tới đây mà sống. Một hồi là nước hết này nó rút nữa vậy. Nước rồi bắt đầu cá nó nổi luôn. Cá nó vào không nữa. Giống sóng biển như vậy. Ai bắt đầu bắt cá đánh gì trời. Đang đi chưa tới nữa. Cái gì coi nha, cá nha. Vì cứ ăn được giữ ra. Tại sao biết dễ trà rồi. Dạng lớn mà. Wow. Trời ơi cá nhỏ. Đây tôi dễ dính đây tôi. Cái túi kìa con luôn đem thẳng thật con đúng. Nói làm chính để nó cạn. Cái gì mà hết rồi. Không hỏi rồi. Này em gì là hết rồi. Còn con cá bự nè không mắc viên rộng. Hết giết còn. Này chắc chạy có bán 3 tháng quá. Nhưng mà còn không kịp để chạy. Có vài giờ này đang ấy mà. Đang bắt nên là chờ bắt cầu mới được. Ông này chủ nhà đang trả lời luôn. Đang nhậu nữa hả? Đâu có đang nhậu luôn rồi, sáng sớm là nhậu sớm rồi. Có nhậu nãy giờ hay không? Nãy giờ. Ai đâu mà mần cực khổ gì chú Chính ơi. Sáng sớm là đâu một chiếc mồi tao nhậu rồi. Coi chừng nó hết. Trời ơi. Kỹ kỹ. Rồi chính lạnh tới lẹ coi qua gì không nè. Chính trả lời cái cá thôi sao. Này đó. Đang đi theo vậy thôi mà cũng đuối vậy. Đi cái chân nó lúng như sình nó nặng. Quá chừng ở trên bờ nó kêu mua mồi luôn kìa. Ta đang làm Ừ. Ủa, con cũng biết chứ bộ. Yeah. Con cá không tính nghề chút rồi. Ra vậy ra bắt gì mới sạch. Kéo vô cái gì? Có bạch cá để đâu? Ừ. Chính rồi đi chết. Ồ sống. Sống là phải cá sát vô. Có dở lên luôn. Để rồi nó ập ra nữa. Quá mệt. Đây. Quá mê. Dữ lắm rồi. Ôi cá này nè, con chuyện nó bay ba vịnh chắc chỗ này nè. Chuyện không mà. Vịnh chắc chỗ này. Linh rộng ra đắng rồi, còn cái này cá rảnh không à. Ê, ê. Sao chừng nó vậy? Mày cái dĩnh đâu này không không có đưa cho. Cá linh chưa? Chút đi. Đâu bạn chị hỏi nha. Cho còn không có đường nữa. Cá gì mà. Nói cái dẫn đi. Có cái dẫn không à, được à, nó lên đường xuống nữa. Nó lên đợi con chút đi. Nói vậy. À bây giờ đi cuốn rồi, cái gì? Còn cái mé dưới nữa, cái mé dưới là quan trọng. Mé dưới là phải đi xuồng đó hả? Đi gì luôn. Ba cái mé dưới rồi đi xuồng hả? Lội được không? Rồi đây lụm cá. Được không bà? Dạ. Ô. Những đủ xuống nè, rửa sạch rồi. Con cứng này đó chứ. Thôi, nửa tỷ thôi nha. Ừ. Rồi bà dở lên nó đi. Để thôi nó chạy lên kia. Trời ơi. Đó, cái này nó chắc lụm được nha quý vị. Con cá ông tổng bự. Nha. Quý vị, lóm mình đi theo chín đó mình lụm thôi. Lụm cá bự ăn chứ không? Lụm là đủ ăn rồi. Rồi bây giờ vội vàng lụm con cá qua cái tướng đứng vậy quay là không được. Trời sao? Ủa dạ, bữa nào. Vô được rồi. Trời ơi. Ăn ít xíu rồi mà vậy đó. Cô gái cái đó bắt chứ nè. À, bỏ cá ngon đi ba. Hết chừng cá tông bự luôn á. Tông ngon quá, bữa nào ăn cá tông nữa. Nó kho tiêu ha. Kho quẹt cắt mỡ rồi vậy. Không lại bãi này bắt mang ngon nè. Tại nó kín á. Đồng vợ đồng chồng, thắt viên đông cũng cạn. Chính giỏi quá chừng luôn. Cái này mà đăng gì đây chứ gặp mà tát chắc bắt 10 ngày đó. Bây giờ con kèo thắng giả con lên dưới cái gọc. Lắm khúc này nè. Khúc này bắt chứ đâu lại khúc này. Dồn khúc đó. Ủa khúc này con đi bộ được không? Nó sâu không? Không đi sát mé nè. Đi chính cục mình đó. Dạ. Cái nhắc rồi coi. Cán bút nữa. Thôi la quay lại nhìn con cái nha. Thử vợ biết liền. Rồi sao cái bọc này đem ra nó cột hay gì? À, rồi có đây. Có nhẹ. Nó cột đây. Là bài dính gì đây chứ? Tôi sắp ra mãi tôi cột vô mũi. Con đại vô nó nghe. Ừ, nghe. Cầm không nổi luôn cái gì, nặng tới mức vậy đó. Sao mấy chuyện quan trọng đưa ba con. Mày tới ngày gì không hả? Nó làm giết mà mình không dám sách luôn. Con có nói gì đâu thì sách ra ba đi đăng phụ chứ chính thì mấy chục ngày nữa trả không đủ. Mấy chục ngày nữa luôn đó. Ừ. À, bây giờ mày đi qua cái chỗ này nó mới ác liệt nghe quý vị. Tâm thở 10 thì mới có một kỳ kịch liệt là giấc này nè. À, cái lưới này là cá nữa, chàng thấy nó nhảy sôi sối luôn. Chui qua, chui qua, bà quậy phim bữa tháng mà chui ra. Chàng sẽ đi trên cái mé lục bình nè. Rồi, xong. Xong. Lên đây luôn. Quay phim cũng cứng nhắc đó quý vị, cũng cứng thừ đó nha. Không phải hớ giật rồi. Ngày này cái mới để móng chân móng gì trên sình nó sám nha nhất. À. Ôi cá linh mùa này, cá hầm tông mùa này sao bự quá ta, hầm tông đó nha. Đây là gì? Ồ, chú Chính ông vớt một dạo mà Hòa Ba ơi. Thôi không trả lương được rồi, Chính ơi. Ra. Ông vớt một dạo không hả? Ba con ba dạo chưa xong. Ồ, cá chơi nó chết con rồi. Như vậy. Cá nó mắc kẹt. Ơi không nè, cơm chứ. Gà, con đợt à. Ở dạng nha. Đi cái đường này mà ý là con quay còn cái Google ta. Cái kia nãy giờ chắc nó lắc. Cái ít lắc hơn ta. Dạ. Để cho cái này ra coi đậu. Lên ra. Đó là thơm nữa. Ôi, đông vô luôn á. Rồi hoàng lóc tạm đây luôn. Không sao đâu, con đi nhẹ nhẹ nè. Để đâu cho con. Con ổn. Hai nữa gì? Nó con tôm bự nè. Ôi dồi, bự chặt. Ôi, con tôm bự nha, hai con luôn. Nhảy đi nè. Ừ rồi, đó có con nữa nè. Trời ơi, chặt nó không được. Con phải dễ lên tư duy được đâu quý vị. Dạ, thì con nó lậu. Ơi, ba xả sao sót luôn, sót nhẹ mình. Kỹ kỹ rồi. Có hai con tôm, ừ đúng rồi. Ra tôm, đủ. Bắt ra hả con Chính? Để bên túi mình có Chính thôi vậy. Bắt Chính lên. Còn con nữa. Bắt ba luôn hả gì? Không, để chung đi. Để chung mình. Mấy con. Ủa bé này dĩa mà chung sắp hơn mà bạn ngon. Chứ không? Bà lên không? Nó nhấp chưa kìa, ông đó. Dở cái này lên nè, khoan nó bắt tay. Nó xảy. Cái này là vừa đó nha. Cứ thấy cá mình cứ đi tới mình không biết mệt luôn, mà mình nhìn lại quãng đường là nó hơi bị xa đó. Nhưng mà thấy cá là mê là cứ lò tới. Trời đất ơi, cái gương tối lên. Lên lục bình hả chứ? Hả chứ? Gì dập á. Nó lên rồi. Ôi con phải bấm đi. Ừ, lát con á. Ôi, cái gì ngộ đó. Cái ngô. Ồ, cái ngô. Cái ngô ngoài xanh nữa. Ai đủ hết quá à. Dạng rác qua bỏ. Sốt cá nào qua vô nó sốt như này. Còn cái máy quay nó nóng nó đỏ tay gì. Nóng mà gắt luôn á. Lâu quá. Dạ tại mình cầm lâu quá. Mà con không có xài cái cây chống luôn. Cây trên nó lượm thượm á. Chưa. Gửi đo nào hơn. Anh chút đi ông hai ơi. Sâu như trong đó rồi. Đang nấu hết mồi rồi đợi. Ở cái Linh không hai. Nó Linh nướng hay gì không? Linh một chiên giòn đi. Mình thấy nó đông nha ba. Chắc còn nhiều không? Nó nghe bạn cậu hai ơi. Ơ không quay lên. Ai hả? Dạ. Ê. Trên này có cát thôi vậy đi đói. Có lên nhiều không Long? Cũng được. À có khúc này cái rãnh đó à. Cá Linh có mẻ thịt à. Tiếng diện ký cũng có nữa. Hả? 1 ký cũng có nữa mà. Nó treo đặng á. Con. Đầm nhỏ 3 con luôn. Bắt con xanh lắm Chính rồi. Sao xúc cái gì Chính? Xúc mình xúc. Chưa có lửa nữa. Này tôm trong đây. Quá trời dơ vậy. Để vô đây cái hồi giặt nữa. Không có cái gì đựng không có nữa. Đưa cho ông lên tới lửa cho ông đậu cho rồi. Nè nè lửa ngay đây luôn đi. Này con dịnh cho Chính đi, Chính lựa ngay đây luôn đi. Ông Chính cái bọc đi có ai đục xuống rồi. Bán đất rồi. Lựa đại ngay đây đi. Mình dừng lại mình đợi đúng đi. Ba lựa tiếp Chính đi con dịnh cho ba. Để sao làm. Làm ba gác rồi con rậu cũng sắc bạo vô. Đi. Đất quá rồi nhậu tới giờ. Tới giờ gấp rồi để mình lại. Này dục con cá cũng phi lên đẳng rồi. Cho cái túi luôn đi. Cho cái túi luôn. Gấp. Nhậu mua đuối rồi hết nồi rồi. Dạ, xong rồi. Dạ, để đang chút lên chút cho cậu. Cá tôm ngon lắm. Rồi thì chừng nó 1 ký thôi. Dạ. Xấu mà hơn. Cá mình nghĩ vậy ổn thôi chứ. Xong. Cá dưới sông luôn. Cảm giác không à. Con này nó khó rồi. Con với Chính bắt thằng này nữa. Xong luôn hả bà? Ôi, cá gì bự quá ta. của ông Mỹ Long. Ê con cắt cho ông cái ông phải sao rồi ông. Wow. Quá ngon. Cua phi lên. Ủa. Đây dưới chừng nào. Ừ. Cái đuốc còn chạy à anh Trinh? Còn không? Ôi sống. Ôi sống. Quá đã. Ở ngoài nó sâu không ấy đi ta? À, sâu à? Hạ xuống hả? Con đi trong rồi con nghe đó hả? Ừ. Chú Chính thì đang cúng cái đuốc. À, thì nấu cái cây này. Chị gán coi những thước phim lắc lư gì chứ bây giờ té nữa. Cô quay phim có tâm đó nha, lên xuồng mới được. À, hết nãy rồi đi đây luôn này, lên bờ luôn hả? Tiếp theo bà cầm lên đò đi bộ hả? Dạ lên ghe gì kìa ba ơi. Chú Chính đâu lên này. Bơi về đắng luôn. Về đắng con lên có cỡ. Dạ hả? Ừ. Cũng hay ấy cá chứ. À thôi con về nghe Chính. Về nha. Giờ Trang và ba sẽ đi lên bờ đi theo Chính này kia. Cá Linh về làm mắm vậy. Trang tính là cá Linh làm mắm. Không biết làm nổi không nữa. Để Trang với thím Chính lên riết lên ăn bằng cá Linh để nó sình.